tần số tình yêu. Hai em ấn tượng sau khi thử thách các bạn? Cái sự ấn tượng của em ban đầu em nghĩ là sự đúng đắn và em vẫn ấn tượng với bạn số 3. Dạ, mời đèn ở bạn số 3. Còn Thuấn? Em có ấn tượng với bạn số 2, vẫn giữ quan điểm ban đầu. Vẫn giữ cô giáo lại. Dạ, mời đèn của bạn số 2. Chị sẽ cho khán giả nhìn thấy gương mặt thật của ba bạn nữ trên đó. Mời hai em bước lên và quay mặt lại đây. Xin mời hai bạn bước lên sân khấu. Hình ảnh thật của ba cô gái ạ. Wow, cô nào cũng xinh hết. Bạn số 1 sao khán giả ơi? Bạn số 2. Bạn số 3. Dạ, là như nhau. Dạ, gia đình nội ngoại em. Thôi thì tắt hình ba bạn gái đi và mời hai bạn về chỗ của mình. Mời bạn số 1. Ta đã va phải vào ánh mắt của nàng. Ai cô đứng hình mất 5 giây. Nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đang fake. Hey, em là cô gái đẹp, phải nói với em bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng rất gì và này nọ. Em đang thôi miên anh bằng nụ cười thật duyên. Vì đọc được đâu đó trên mạng nói rằng hành trình của mỗi người nên có ít nhất hai cái tên để bản thân cất vào lòng. Một là đưa bản thân cùng xách ba lô lên và đi, cùng lê la hàng quán, cùng khóc, cùng cười. Một là người để mình dám đánh đổi thanh xuân yêu và đợi. Bạn thì đã có, chỉ đang kiếm tìm người thứ hai giúp lấp đầy thế giới của Vi thôi. Nhưng lại lỡ nhịp tần số nữa rồi. Thấy xinh không? Mà xinh đẹp, sao cảm nghĩ của em bây giờ? Thì em ngồi trong đó em thấy hơi lạnh rồi á. Tại vì không ai chọn em á, cho nên là thấy hơi lạnh. Có anh Vinh chọn á. Quan trọng là hai anh đó đúng không anh? Đúng rồi. Anh Vinh chọn cũng quan trọng lắm á. Anh cũng đang ở không á. Cũng đang ở không á. Vì rất là xinh, dễ thương. Nhưng mà nhiều khi đúng như là cái tần số ha. Không cùng tần số. Dạ, không cần tần số cho nên nó không rung động. Và chị nghĩ là hai bên cánh gà của chị nè, đó là đang rất là rung động. Và sẽ chờ đợi em ngoài bãi giữ xe để xin số điện thoại. Cái anh phía trên kia thích không? Hai anh hết. Anh nào chưa có vợ giơ tay cái. Đông lắm em ạ. Có thể không rung động với anh chàng này, nhưng mà rất nhiều vệ tinh xung quanh đang rung tần số để dò sóng chung với em. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn nha. Chị. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Vòng ba có tên gọi là bí mật của chàng. Nào, hãy cùng khám phá hai chàng trai này điện thoại của anh ra sao nhé. Mở màn hình lên ạ. Thưởng, chụp cái hoa này là hoa cúc màu dài hả hay sao em? Thật ra là cái hoa này em thích màu trắng vì nó là tinh khiết và tinh khôi. Ốp điện thoại của em thì em cũng đẹp màu trắng luôn ạ. Thưởng thích màu trắng. Dạ. Nãy có duyên với cái bạn kia, chọn bạn kia tự nhiên bạn cũng mừng áo đầm trắng luôn. Đúng rồi, em thấy bạn số 3 rất là có nhiều cái điểm chung với em, nhiều tần số. Gạt qua coi bên này có gì nè. Hình đi, thường là chụp cái gì nè? Thì thường em sẽ chụp lại cái khóa tập của em. À, chụp cảnh tập thể thao. Hay ăn uống gì không? Ủa sao trên hình em bự dữ mà ở ngoài em ốm nhom vậy em? Ở trong có photoshop thêm. Quá khứ Hoàng Kim hả? Quá khứ. Hình này năm nào vậy? Hình này cách đây khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng. À, vậy là bạn này là do cái áo nhìn cho bạn ốm thôi chứ bạn cũng là cũng cơ bắp dữ dội á. Do cái áo thôi. Em có thể cho anh coi được cái danh sách mà số điện thoại yêu thích của em được không? Dạ có. Gọi cho mẹ 3 cuộc, mắc gì gọi cho mẹ xin tiền hả? Mẹ là người mà em hay gọi nhất. Dạ em hay gọi nhất. Hồi nãy trước khi mà em lên chương trình em có gọi cho mẹ hả? Dạ đúng rồi. Em nói gì với mẹ? Mẹ hôm nay con kiếm dâu cho mẹ hả? Em nói với mẹ là con nợ mẹ một nàng dâu. À dạ. Hôm nay thì con mẹ một nàng dâu mới gọi. Bây giờ có muốn gọi về cho mẹ không? Em nghĩ là chắc em sẽ đề một thời gian khác. Em muốn sự chắc chắn ở trong này. Tốt. Em bấm vô nút ưa thích thử có ưa thích ai không? Dạ. Cô Trân hả? Chị đó là chị biên tập. Khi mà em đến đây thì em có gọi cho chị biên tập. Chân, dạ, chị Trân, người Huế đó phải không? Dạ. Cái bạn mà em cảm mến rung động đó là âm nhạc dữ dội lắm. Bây giờ em có cái gu âm nhạc gì không? Em thì em ít nghe nhạc, nhưng mà khi mà em nghe nhạc thì em thường thích những cái gu mà nó vui tươi với nó mạnh mẽ. Bạn hát nhạc buồn không à? Nhưng mà cái lửa ở trong bạn thì mạnh, thì em thích những người con gái như vậy. Thích như vậy, dạ, hiện đạt và mạnh mẽ.
Rồi còn em Nguyên Thuấn, cho coi hình coi có thích con nít không nè. Cô giáo mầm non của tôi là con nít không đó. Em vô hình nha. Nhìn đi. Em coi bộ em thích màu đen ha. Dạ em thích đen với trắng. Em này thích áo trắng, em kia thích áo đen. Hình gia đình đi em. Gia đình thì em không có chụp nhiều. Tầm vài năm về trước thì em đi làm, cứ cách sống em giống như là nó vô tư lắm. Mình còn trẻ mình cứ sống mình cứ vui đi. Mà khi mà gia đình em xảy ra những cái biến cố á, rồi thì từ lúc đó là em cảm giác như là em sống biết quý trọng hơn. Có cái biến cố nào mà không có sự có mặt của em hoặc là em hối hận khi cái biến cố đó đã xảy ra không? Cái biến cố mà gọi là trong đời mà em hối hận kiểu như là em đến bây giờ em vẫn còn da diết trong lòng, đó là anh trai của em, anh ruột em, anh thứ sáu gắn bó với em rất là lâu, từ năm học cấp 3 rồi đến năm anh lên, em lên đại học em ra làm rồi sống ở chung với ảnh. Ảnh là người rất là thích hát bolero, cứ mỗi buổi chiều như vậy ảnh thì ra ngoài hành lang ảnh gảy guitar và ảnh hát. Rồi ảnh đâu rồi? Hôm đó là ảnh về quê ảnh chơi, khoảng 10 giờ rưỡi tối thì ở nhà điện báo lên là anh sói mất rồi, anh bị đột quỵ, chỉ kịp nhìn ba mẹ em chạy em giọt trước mắt rồi anh đi. Anh bao nhiêu tuổi? Lúc đó 27 tuổi. Đó lý do vì sao mà em không bao giờ em bỏ cái ước mơ, không phải chỉ phấn đấu vì riêng cho bản thân em mà phấn đấu vì một cái lời hứa và một cái nguyện vọng như cái người anh em để lại. Có thể là sau này sẽ khó gian nan trong nghề nghệ thuật hơn, nhưng mà lâu lâu mình nghĩ tới anh yêu thích cái nghề như mình, thành ra là mình gánh luôn hai cái, mình sẽ cố gắng mình đi tiếp. Hôm nay mà nếu em kiếm được người bạn đời của em thì chắc anh em ở nơi đâu đó thấy được cũng sẽ vui. Rồi hôm nay bây giờ mình vui lên lại ha, với những chia sẻ của hai em, rồi chia sẻ những cái cuộc sống gia đình, cái tình cảm anh em. Và bây giờ là thời điểm để hai bạn nữ khám phá điện thoại của hai anh chàng. Mời quý vị giải lao trong vòng ít phút.